Chào mọi người đến với kênh MMO của mình nha. Video này mình sẽ giới thiệu cho mọi người một chương trình airdrop nhận 10 token KFI. Token này đã list lên sàn Uniswap và nó sẽ phong phối vào ngày 10 tháng 4 năm 2021 tất cả các bạn. Để tham gia chương trình airdrop này, mọi người click link mô tả bên Telegram, các bạn bấm start chat bot. Rồi các bạn bấm continue các bạn. bảy tám mươi bốn đúng rồi. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group kênh trailer nha các bạn. Một kênh rồi các bạn mới đáp lời, các bạn join tiếp kênh thứ hai nha các bạn. Rồi nhiệm vụ thứ ba các bạn follow the world và the wish fun. Rồi các bạn chờ nó chuyển đến trang Twitter mình chút xíu nha các bạn. Rồi các bạn theo dõi nha các bạn. Rồi các bạn like nha các bạn. Rồi các bạn tweet nha các bạn. Rồi các bạn mới đáp lại nha các bạn. Rồi bấm đón. Rồi bấm đón tiếp nha các bạn. Rồi các bạn điền lại username theo Twitter của mình nha bạn. Các bạn mở trang Twitter của mình ra, các bạn copy username của mình ở cộng MMO các bạn. Rồi bấm don nha bạn. Xem ta. Rồi các bạn bắt địa chỉ C20 với chocolate mấy sao wallet, các bạn copy địa chỉ NH của mình nha tất cả các bạn. Rồi các bạn sao chép địa chỉ ETH của mình lại nè các bạn. Các bạn gọi cho bot nè các bạn. Rồi vậy video mình ở đây, các bạn lấy liên ghép chia sẻ cho bạn bè và người thân để kiếm thêm tất cả các bạn. Vậy video mình ở đây kết thúc, mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.